Chào các bạn nhé, mình đang ở cái chỗ khu vực bán điện thoại, máy tính à. Rất nhiều iPhone luôn à. Thì mình sẽ vào quay mọi người xem một chút về iPhone 14 nhá, xem giá cả thế nào này. Đây iPhone 14 Pro Max, 14 Pro 14 này. Đây là trải nghiệm thử xem nào. Đây là iPhone 14 Pro Max này, 128GB. Dùng iOS 16 đây. Thử xem camera LED không nhé. Đây, camera rất là nét luôn. Đây là bản chiếc này là bản iPhone 14 Pro này, 14 Pro nhìn trông gọn đấy nhỉ. Ở đây thì họ có các cái khóa ấy mọi người. Nhìn chiếc này đẹp nhỉ. Màu tím này. Ba camera luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Chiếc này là iPhone 14 Plus này. 14 Plus này thì nhìn nó giống 14 nhưng mà nó to hơn thôi, còn có hai camera đằng sau nhá. Còn loại Pro Max thì nó sẽ có 3 camera. Ở đây xin thử xem cái bảng giá này. À, cái này là của nhà mạng SoftBank mọi người ạ. Cái bảng giá này của nhà mạng SoftBank. Bản 128GB là 14 man này. Bản 256GB là 16 man. Đây là của nhà mạng quên. Đây là máy quốc tế này, quốc tế gốc này, SIM free này, thì mình sẽ quay cho mọi người xem về giá nhá. Đây, chiếc này là 14 Pro Max này. Và giá của bản 128GB là 16 man 4 sen. Bản 256GB là 17 man 9 sen này. Khoảng 32 triệu này, 36 triệu này, 42 triệu này. Chiếc này là khoảng tầm 50 triệu. Bản 1T. Nói chung là máy quốc tế thì hầu như là của bên nào cũng giống nhau rồi đúng không? Không sao có cả tiếng Việt luôn này. Chắc là vừa nãy có bạn nào người Việt Nam vào đây xem ấy. Chúng là máy của quốc tế này thì nó sẽ đắt hơn bên nhà mạng một chút. 14 Pro Max bản có 3 mắt luôn nhé. Để mình thử xem cái độ camera xem nào. Chung là camera của cái dòng này thì quá là LED rồi. Đây mình nhìn qua điện thoại nó hơi mờ thôi, còn nhìn trước mặt này nét căng hơn mọi người ạ. Camera góc rộng này nhìn rất là đẹp. Màu tím này, tiếp theo là chiếc Pro này, 14 Pro các bạn nhé. Bản 128GB này. Chọn màu đi. Xem chiếc này màu gì đã. Chiếc này cũng là chiếc màu tím này.
cái dòng 14 Pro và 14 Pro Max thì có cái màn hình ở trên này này, có cái Dynamic ở trên này. Tiếp theo chiếc này là chiếc này là chiếc 14 Plus rồi. Đây là thông tin này các bạn, 14 Pro và 14 Pro Max này. Camera cực kỳ là khủng luôn, 48 megapixel, chạy con chip A16 này. Còn 14 và 14 Pro, 14 và 14 Plus thì chạy A15. Đây, cái chiếc này vừa lấy nó tắt đi, giờ nó bật lên rồi đây. 14 Plus. Đây mọi người ạ. To thật. Đây, tiếp theo là 14 này. Cho mọi người xem 13 và 14 này, hai chiếc đây nhá. Không khác gì nhau mấy đúng không? Không khác gì nhau mấy cả. 13 thì nó có cái màu xanh xanh đậm ấy thế này. Cái màu xanh như kiểu là màu xanh quân đội ấy. Đây, iPhone 13 bản 128GB là khoảng 24 triệu này, 26 triệu này, 32 triệu này. Đấy. Chiếc này là 12. Chiếc này iPhone 12 này. Chiếc này 13, 14. Mình quay cho mọi người xem nào có khác gì nhau không nhá. 12 thì camera đằng sau là camera thẳng nhé. Chung là cái size màn hình thì giống như nhau luôn, chắc là con chip khác nhau. 13 là camera chéo rồi, còn 14 là camera chéo. iPad này, iPad mini này, iPad Air rất là nhiều luôn. Chỗ này là cửa hàng đồng hồ này, đồng hồ mới luôn nhé, rất nhiều đồng hồ. Thử vào đây xem cái xem nào. Toàn dòng Seiko cao cấp rồi. Đây là chiếc mình mua đồng hồ ở chỗ này các bạn ạ. Đây cái chiếc mình đang đeo này. Đây. Bây giờ vẫn là 1,5 man, cũng không khác gì ngày trước mình mua ở đây cả. Chiếc 1 man ở trong cái đẹp quá nhỉ. Chiếc 1 man màu mặt vòng vàng cái nhìn đẹp thế nhỉ. Đây. Cái chiếc 3,8 man này cũng đẹp này. Chiếc 3,8 man dây da này đẹp quá. Đây những mẫu mà mình đang đeo đây. Mọi người mà thích chiếc nào, ai thích chiếc nào có thể chụp lại nhé, gửi cho mình thì mình sẽ mua mọi người. Hàng chuẩn mới 100% luôn. Chiếc này cũng đẹp này. Chiếc này thì màu vàng này, màu vàng ở cột nhé, các cái cột số. Có hai màu đẹp quá nhỉ, mặt trắng và mặt đen này. Sao ngày trước mình không mua chiếc này nhỉ? Chiếc này đẹp. Phía trên này là các cái hàng đắt tiền rồi. Bên đây là các cái máy ảnh này. Cái khu vực này thì nó là khu vực về đồ điện tử của mọi người ạ. Rất nhiều các cái đồ điện tử, máy ảnh, rồi điện thoại ấy. Chỗ này bán len này rất là đẹp. Toàn là len khủng luôn. Len khủng, máy cũng khủng luôn này. Chiếc ca lông này. Chiếc này là kit X10 rồi, cao hơn chiếc của mình là kit X9. 15 man, cả len nữa là 15-16 man. Nếu mà lạc vào khu này phải có tiền cơ, mà lạc vào đây mà không có tiền thì chắc là chỉ nắm thôi. Gimbal này, GoPro này. Chiếc này là chiếc GoPro bản bao nhiêu đây? 11 rồi.
GoPro 11. Đây 12 man này. 8 man. Máy không là khoảng 9 man. Khoảng 17 18 triệu. Còn nếu mà cả chân máy nữa mà là 12 man này. Nha, đủ bộ luôn ấy. Thẻ nhớ này. Thẻ nhớ đây cũng cao nhỉ. Đây còn phía bên này là các cái gimbal và các cái thiết bị chống rung ấy. Chống rung, chống nước này. Cái chiếc GoPro 10 này thì cũng có giá là khoảng 8 man này. Đây là gimbal nhé. Vào đây cũng nhận nhìn cái gì cũng thích mọi người nhỉ. Gimbal đẹp quá. Gimbal của máy ảnh rồi điện thoại ấy. Nhìn em bé đi theo mình đang cho nó ngồi ở xe. Ở đây họ vẫn bán GoPro 8 luôn này. Ở đây có một số cái mặt hàng nội địa Nhật Bản này. Nhìn màu vàng rất là đẹp nhưng mà giá lại rẻ nữa. Có khoảng 6-7 sen thôi. Khoảng 1 triệu rưỡi đổ lại.